khỏe chưa? Xin quý vị đến với trận đấu giữa Đồng Văn và Nam Mê. Hôm nay thì Đồng Văn thi đấu trong trong một đỏ đỏ và Nam Mê trong một màu tím than. Đội xuất phát của Đồng Văn gồm có số 1 A Tinh, số 4 Việt Hùng, số 6 Minh Thước, số 9 Thanh Thuận, số 10 Thanh Tùng, số 22 Đại Diện, số 23 Quang Vũ. Đội xuất phát của Nam Mê số 5 Quốc Khánh, số 7 Thạch Tín, số 10 Ngọc Dũng, số 14 Đình Quy, số 23 Văn Trung, số 84 Văn Quân, số 88 Tiến Dũng. Ở vòng 3 vào chiều qua thì cả hai đội bóng này đều đã bị thua. Đam Mê thua Sao Vàng 0-2 và Đồng Văn thua Xây Dựng 0-3. Đánh đầu, đó là cú đánh đầu của Quang Vũ. Pha xử lý ở trung lộ và chuyền bóng vừa rồi là của Thanh Thuận. Quang Vũ rất hay. Thanh Tùng lên 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 l
Minh Thương, Văn Tường. Rất hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có vũ. Ông Dũng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chủ đề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi.
Khoan đã. Tuy sẽ ra nghỉ luôn và thay sẽ là 61 Cao Cường. Thành Thuận.
bóng đá khép lại tỷ số tạm thời là 4-2 nhưng về Đồng Văn. Còn một phút nữa. Cầm cái cao phút cầm mình nữa. Đâu phải ai luôn cái đấy mà cũng khó ngủ đâu.
Xin mời quý vị đến với hiệp 2 trận đấu giữa Đồng Văn và Nam Mê. Ở đầu hiệp 2 thì bên phía Đồng Văn có một sự thay đổi người. Cầu thủ số 22 Đại Dương đã rời sân, nhường chỗ cho số 16 Tiến Hoàng. Ban tổ chức xin thông báo, xin mời đại diện của 4 đội bóng thi đấu lượt sau: Hoàng Quân, Bắc Mê, Vietinbank, Tấn Sơn và Xây Dựng vào phòng ban tổ chức, phòng kỹ thuật để trao đổi với ban tổ chức. Rất hay. Bàn thắng thứ 3 dành cho Nam Mê và người ghi bàn là số 11 Cao Cường. Cao Cường đã phối hợp ở trung lộ khá hay với Văn Trung. Phạt góc cho Nam Mê. Cú đá của Văn Trung.
khá nguy hiểm. Sáu hỏi tổng trên sân bao nhiêu người đá sau khi ban tổ chức đã họp với lãnh đội của bốn đội bóng thi đấu đợt hai thì tất cả đều đã thống nhất là trận Xây Dựng gặp Văn Phòng Tuấn Sơn sẽ đá ở sân A và Hoàng Quân Bắc Mê gặp Việt Tiên Banh sẽ đá ở sân B. Ngồi đây, ngồi đây.
hơi bổng của Văn Huyên. Văn Lưu vào thay cho Văn Trung.
được. Nếu chút nữa thì Thành Thuận đã lập được hat-trick. Văn Thanh rồi. Số 7 Mạnh Tuấn vào thay cho số 10 Thanh Tùng. Rồi đấy, hai người hô lên. Hô lên.
88 Văn Tiến Dũng. Bàn là số 7 Mạnh Tuấn. Thủ mới vào sân thay cho Thanh Tùng. Cao Cường. Hey!
6-3 cho Đồng Văn. Tình huống cao cường để mất bóng nguy hiểm. Văn đã giành chiến thắng trước Tam Mê với tỷ số là 6-3. Super Sunday.